63. Thánh Ni Đệ Nhất Thuyết Pháp Dhammadina Thánh Ni Đệ Nhất Thuyết Pháp Dhammadina Đức Phật trở lại Velu khi trời đang còn tiết xuân trong lành và mát mẻ. Thoáng nhìn quan cảnh đó đây, Ngài biết là có một vài dấu hiệu sa sút về chất lượng, phẩm hạnh của một số đông tỳ khư sau khi vắng Ngài cũng như thiếu vắng những bậc thượng thủ a tra hán tuy nhiên công việc chấn chỉnh nội bộ cũng không có gì cần được nhắc đến vì tôn giả sariputta và ananda đã lo việc ấy còn đức phật thì hầu như phải thường xuyên thuyết pháp vào mỗi buổi chiều vì hai hàng cư sĩ rất khát khao học hỏi kết quả thật đáng ngạc nhiên là rất nhiều nam cư sĩ nữ cư sĩ đắc quả nhập lưu đặc biệt có một trưởng giả tên là Visakha đắc quả bất lai. Cuối buổi giảng, Đức Phật nói với đại chúng: Hôm nay Như Lai rất vui mừng vì khá nhiều người đã bước vào dòng bất tử, lại còn có người đạt được quả vị bất thối. Từ đây, lộ trình của họ là lộ trình của an lạc và hạnh phúc, không bao giờ còn rơi đọa vào bốn con đường đau khổ nữa. Sau lời tuyên bố của Đức Phật, số cư sĩ ấy chợt đứng dậy đến đảnh lễ gần bên chân đức phật với niềm vui tươi mới có kẻ sụt sùi nước mắt riêng trưởng giả visakha thì muốn xin xuất gia chưa phải lúc này visakha đức phật nói đúng thời như lai sẽ để cho ông tròn sở nguyện hiện tại ông có pháp học vững chắc tròn đủ tính giới văn thí tuệ, nên trong hình tướng cư sĩ, ông còn đem đến lợi ích rất nhiều cho gia đình, bà con quyến thuộc, cũng như bè bạn gần xa. Về nhà, trưởng giả Visakha lặng lẽ bước lên lầu, tìm chỗ yên tĩnh tọa thiền. Đến giờ cơm chiều, phu nhân xinh đẹp của ông là bà Tramadina dịu dàng đến bên, đặt tay lên vai âu yếm nói. Đến giờ cơm rồi, thưa phu quân đợi giấc tối, giấc khuya hãy tiếp tục công phu. Xã thiền trưởng giả Visakha nhẹ nhàng nắm tay bà, đặt ra ngoài rồi ân cần nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta hoàn toàn không muốn nắm bàn tay xinh đẹp của nàng nữa. Xin nàng hãy thông cảm cho ta. Chàng gây sợ bàn tay của thiếp sao? Không phải vậy. Rồi ta sẽ nói chuyện với nàng sau. Yên lặng một lát, Bà Tramadina nói, Thôi bây giờ đi rửa mặt, rửa tay, rồi xuống dùng cơm, cả nhà đang đợi. Cũng không cần thiết phải ăn nữa. Ăn một bữa là đủ nuôi sống cái thân rồi. Lại yên lặng. Hay thiếp đã có làm việc gì sai trái, có lỗi với chàng? Không, không có. Trưởng giả Visakha lắc đầu, nàng là người đàn bà tài sắc vẹn toàn và còn hơn thế nữa còn cả giới hạnh và đức độ mà người ở gái xấu tính nhất cũng kính yêu và cảm mến đừng nói lời chào đón qua hương ngọt mật như vậy nữa bà damadina giận dỗi hay là chàng chán tiếp rồi chán cái thân xác nút nít đã chảy tràn những thịt và mở và nơi nào cũng đầy dẫy những xú uế và bất tịnh này. Trưởng giả Visakha quay sang nhìn bà vợ yêu quý thổ lộ tâm sự. Nàng đừng nói hơi quá như vậy. Nó làm rơi mất nghĩa tình tốt đẹp bấy nay. Ta không có lỗi, mà nàng cũng không có lỗi. Ta nói thật cho nàng nghe. Số là sáng nay nghe được Pháp từ Đức Đạo Sư, tâm trí ta đã chìm vào rất sâu với giáo pháp nói rõ hơn là hiện ta đang sống hiện ta đang thở với giáo pháp ấy trạng thái tinh thần của ta hiện nay chỉ khế hợp với cái gì thanh lương cao sáng tĩnh lặng ở đấy nó không còn có chỗ cho những tình cảm vợ chồng nhu cầu bản năng thân xác cũng như những cái gì thuộc dục lạc ngũ trần Bà Damadina yên tĩnh chăm chú lắng nghe Trưởng giả Viseka tiếp tục Vậy cái duyên tơ tóc mặn nồng của chúng ta từ nay nên gác lại Tài sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng ta để lại cho nàng hầu hết Cứ tùy nghi sử dụng Ta chỉ cần một phần năm tài sản ấy Để nuôi thân và bố thí cúng dường Cho đến khi đủ duyên xuất gia mà thôi nàng có thể cai quản gia sản tùy ý. Nàng có thể lấy hết mang về nhà cha mẹ cũng tùy ý. Nàng có thể lấy một tấm chồng khác cũng tùy ý luôn. Thú thật với nàng là nàng còn trẻ còn đẹp. Hơn thế nữa, cái nữ tính đầm thấm dịu dàng của nàng còn lôi cuốn hấp dẫn biết bao nhiêu bậc phương tôn công tử trên đời này. Đừng vì tự ái vẫn vơ mà nói những lời làm trái tim của ta đau xót bà dama Dina chợt cất giọng tráo quảnh chàng nói đã xong chưa xong rồi vậy thì cho thiếp được phát biểu chính kiến được chăng sẵn sàng vậy thì sau khi liễu ngộ giáo pháp sống từng hơi thở với giáo pháp chàng cảm thấy người vợ đầu gối tay ấp của mình gia sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng của mình đều là vật ngoại thân, là thứ không nên dính mắt, quyến niệm. Nói rõ hơn là đáng viễn ly quăng bỏ, có phải thế chăng? Trưởng giả Visakha nhìn sâu vào mắt bà, về gia sản thì đúng vậy. Bà Tramadina cất giọng cứng cỏi. Đáng quăng bỏ có nghĩa là cái mà chàng đã bỏ đi, đã mửa ra, thì xin nói thẳng, thiếp cũng cương quyết không nhận những vật mà chàng đã bỏ đi, không nuốt những vật mà chàng đã nôn ra. Trưởng giả Visakha sững sờ, ý nàng như thế nào? Chàng hãy cho thiếp được xuất gia. Trưởng giả Visakha tưởng tay mình nghe lầm, nàng nói sao? Chàng quăng bỏ được thì thiếp cũng quăng bỏ được, hãy cho thiếp xuất gia. Trưởng giả Visakha lặng người vì quan hỷ cái quan hỷ nó chảy trần trần như mọc ốc cả người. Ngẹn ngào chưa nói được lời nào. Thì bà Damadina có vẻ trầm tư, xa vắng, cất giọng chậm rãi nhẹ nhàng như hơi gió thoảng. Đã lâu lắm rồi, thưa phu quân, kể từ khi gá nghĩa xe duyên cùng chàng, thiếp sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có được người chồng tốt. Tốt tướng, tốt nết, tốt bởi tâm đại lượng, tốt trong thái độ cư xử và tốt cả những ngôn lời nhã nhặn lịch thiệp dịu dàng. Chẳng có người đàn bà nào gặp được phúc duyên trọn hảo, tuyệt mỹ như thế. Tuy nhiên có một cái cảm giác, ồ không, là một cảm thức, lúc nào nó cũng chờn vờn, mơ hồ như sương như khói, rằng là đây là kiếp sống ăn gửi, ở nhờ, tạm bợ và phù du. Có cái gì đó không chắc thật, không vững bền, dường như là phải có một thế giới khác, một cảnh giới khác. Nó rất thân thuộc, lại nằm sâu đâu đó trong ký ức xa xăm. Có một tiếng gọi đò từ bên kia sông vẳng lại. Có một cánh tay đưa vẫy đâu đó ở cuối con đường. Bên kia dốc núi. đã có nhiều đêm, nhiều đêm, Thép đã thao thức, thao thức một cõi về vĩnh cửu nào đó một cõi chân thực nào đó mà Thiếp không dám thổ lộ với ai, kể cả chàng thưa phu quân. Đúng, rất đúng, chính ta trước đây đôi lúc cũng có cảm giác như vậy. Cảm thức mơ hồ như vậy hay là nhiều kiếp trước đây đầu từ xa xăm, chúng ta đã từng sống đời xuất gia phạm hạnh và những cảm thức kia là những nhắc nhở để trở về, đừng có lang thang phiêu dạt nữa cảm ơn phu nhân và chợt như mới phát hiện trưởng giả visakha nhận xét thật là kỳ lạ sống đã lâu với nàng mà cho đến hôm nay ta mới phát giác là nàng nói hay quá hay ở ngôn ngữ ý nghĩa hay ở cung bậc nhịp độ và hay ở cả âm thanh truyền cảm nữa đúng là nàng phải xuất gia mới tỏ lộ hết đạo hạnh trí tuệ và tài năng Bà Dhammadina vui mừng nói, cảm ơn phu quân. Ngày ngày hôm sau thôi, trưởng giả Visakha quan hỷ đưa vị phu nhân xinh đẹp của mình, bà Dhammadina, đến ni viện trên cái kiệu vàng. Chú giải kinh trung bộ, y, năm một năm. Nói kiệu vàng này được vua Bimbisara quan hỷ cúng dường. Đức vua Seniya Bimbisara hay tin chuyện hy hữu, nên đã cùng bà chánh hậu Vidhi và hoàng tử Achatasattu cùng đến dự lễ. Đức Thế Tôn đã biết chuyện này nên đã cùng các vị trưởng lão đi sang chứng minh và cho bà thọ cụ túc giới trước khá đông đủ tăng ni hai viện. Trưởng giả Visakha làm thí chủ buổi lễ và sau đó đặt bát cúng dường tăng ni lưỡng viện suốt một tuần lễ. Cũng suốt một tuần lễ ấy, Đức Phật và các vị trưởng lão thay nhau thuyết pháp, đôi ngày lớn sang cả đêm vì nhu cầu nghe pháp quá đông. Rải rác trong thời gian ấy, khá đông các công nương, các cô tiểu thư, các cô gái đủ mọi thành phần trong xã hội xin xuất gia tỳ khưu ni. Trong số họ sau này có nhiều bậc trưởng ni làm nơi y chỉ vững chắc cho ni chúng. Chuyện bà phu nhân xinh đẹp đột ngột quăng bỏ tài sản, không nhận vật đã quan xã là mấy trăm triệu đồng tiền vàng để sinh xuất gia trong lúc ông chồng trưởng giả Visakha được Đức Phật ngầm xác chứng đắc quả bất lai lại chưa được Đức Phật cho phép đi theo giáo hội được tăng ni bàn tán thảo luận nơi này và nơi khác hôm kia có mặt đầy đủ tăng ni hai viện hai hàng cư sĩ áo trắng cả Đức Vua Bimbisara Đức Phật thấy là phải thời nên vén mở bức màn quá khứ. Bà Ramadina, từ thời Đức Chánh đẳng giác Bà là một cô ở gái nghèo hèn. Hôm ấy đi múc nước, trông thấy tướng hảo thanh tịnh của trưởng lão Sutrata, đại đệ tử của Đức Phật, bèn phát tâm quan hệ cúng dường một chiếc bánh ngọt. Chú giải trưởng lão Ni Kệ nói, Ngài ta khi đó vừa mới xuất khỏi định diệt thọ tưởng. Trong Dictionary of Pali Proper Names thì nói vật cúng dường là một món cà Thấy căn duyên sau này của cô gái, trưởng lão đã ngồi xuống và thọ dụng chiếc bánh ngay tại chỗ. Cô vô cùng sung sướng thỉnh ngài về nhà và đặt thêm vật thực cúng dường nữa. Ông bà chủ thấy tính hạnh của cô gái rất vừa lòng nên đã chọn nhận cô làm con dâu trong gia đình. Sau đó cô thường cùng với cả gia đình đi nghe Đức Phật Bhattu Muttara thuyết pháp. Trong một lần cúng dường lớn đến Đức Phật và Chư Tăng, lúc Ngài đang tuyên dương một vị tỳ khưu ni tối thắng đệ nhất về hạnh thuyết pháp, quan hệ quá cô thầm nguyện sau này mình cũng sẽ được như vậy biết tâm tư của cô gái, Đức Phật Badrumutatra đã thọ ký cho cô sẽ thành đạt nguyện vọng ấy vào thời Đức Phật Sakyagotama, chính là Như Lai hiện nay. Vào thời Đức Chánh đẳng Giác Kasapa, cô gái sinh vào gia đình hoàng tộc tại Paranasi, công chúa con vua Kiki, tên là Sudama. Họ có bảy chị em, cô trưởng công chúa thuở trước, bây giờ là tỳ khưu Ma. Cô công chúa Úc bây giờ là đại thí chủ Visakha, mới 7 tuổi, đã đắc quả nhập lưu. Còn cô công chúa thứ sáu tên là Sudamma này, chính là tỳ khưu ni Dhammadina mà sau này, theo với ước nguyện cũ, đã được Đức Phật Padumutara thọ ký sẽ trở thành một vị tỳ khưu ni tối thắng đệ nhất về hạnh thuyết pháp trong hàng ni chúng. Thuyết đến ngang đây, Đức Phật mỉm cười. Này tỳ khưu ni, Dhammadina, cô có nhớ ước nguyện cũ khi quỳ bên chân Đức Phật Padumutata không? Vị tân tỳ khưu ni cúi đầu đáp lý nhí. Dạ, đệ tử do quá khứ che ám nên không nhớ gì không biết gì cả bạch đức tôn sư là hạnh đệ nhất về thuyết pháp đấy vậy hãy cố gắng mà nghe pháp suy tư pháp chiêm nghiệm pháp kết hợp với công phu nghiêm túc hành trì tu tập rồi đến lúc cô sẽ thỏa được ước nguyện tâu vân bạch đức thế tôn sau khi từ giả đức phật vị tân tỳ khu ni đến quỳ sinh trưởng lão ni Gautami đến một ngôi làng vắng cạnh khu rừng Kalandaka Nifapa để hành trì tu tập. Và chỉ non nửa tháng sau, bà đã chứng quả a -tra hán cùng với tứ vô ngại giải. Xem gatha V12 Về câu kệ được thốt ra bởi bà một cách khá dễ dàng do đầy đủ duyên căn từ nhiều kiếp trước. Trở lại ni viện, trưởng giả Visakha hay tin, tưởng là bà vợ cũ của mình đã thối thức con đường trở lại với thế tục nên ông ta tức khắc đến thăm viếng để hỏi cho rõ nguồn cơn với cử chỉ rất là trí thức trưởng giả Visakha quỳ năm vót đảnh lễ bà rồi ngồi một nơi phải lẽ ông cất giọng dịu dàng thời gian vừa qua việc khắc thực nuôi mạng của sư cô có dễ dàng không đời sống phạm hạnh có được dễ chịu và an lạc không ni ramadina biết ý tứ và sự tế nhị của câu hỏi nên mỉm cười rồi dịu dàng đáp lại đây bậc thiện trí người tưởng rằng tôi đã thối thất đã trở lôi lại với cuộc đời thế tục hay sao thưa không dám không những tôi trôi theo dòng mà tôi còn bơi ngược dòng và thật sự đã làm được những việc cần làm trên đời này Nghe câu nói ấy, trưởng giả Visakha giật mình. Với người đã chứng đắc quả vị tối hậu, họ không được phép tiết lộ sự thật ấy với ai. Nay vị tỳ khưu ni Dhammadina, vợ cũ của ông, xuất gia mới được nửa tháng, khi nói bơi ngược dòng, đã làm được những việc cần làm là câu nói với ngữ nghĩa tế nhị, không phạm pháp và luật. Lại còn nói lên được ý chí an định với con đường, chứ không chứng tỏ mình đã đắc quả. Tuyệt vời lắm, hiền muội của ta đã có được chỗ an trú vững chắc rồi. Nghĩ thế, ông trưởng giả nói, Quý quá thay, thưa sư cô, vậy có thể nào sư cô cho phép tôi được hỏi một vài điều về giáo pháp được không? Tỳ Khưu Ni Trăm Ma dinna nghĩ thầm, Đức Thế Tôn đã tế nhị tuyên bố hiền quân của ta đã đắc quả bất lai nay ông ta muốn hỏi Pháp là để kiểm tra trình độ thực chứng của mình đây. Không sao, ông ấy còn những sợi dây tràng buộc, không biết ta có đủ khả năng cắt đứt giúp ông hay không. Cái đó trí tuệ của mình chưa xác định được. Bèn trả lời có tính cách tùy nghi. Thưa được, tùy khả năng mình, tôi sẵn sàng xin được chia sẻ với thiện nam. Thế rồi, Dị thánh bất lai dồn dập liên tục đặt những câu hỏi thâm sâu vi tế. Những câu hỏi không phải được trả lời bằng những hiểu biết suông của kiến thức, của trí năng. Nó thuộc phạm trù hiện chứng, thực chứng của tâm linh trực giác. Đấy là những câu hỏi về tự thân, về tập khởi tự thân, về thân kiến, về bát chánh đạo, về định, về hành, về diệt định, về thọ, về tùy miên, về đối duyên. Tỳ Khưu Ni Dhammadina đã trả lời rất lưu loát, trôi chảy, không ngập ngừng, chứng tỏ đấy là cái biết thực, chứ không do suy nghĩ mà có. Vị Thánh Bất Lai ghi nhận rõ ràng rằng, các câu hỏi về tự thân, về tập khởi tự thân, về thân kiến, về bác chánh đạo đã được sư cô trả lời trong mối tương duyên, tương quan, rất khích khao, rất sáng tạo ngữ nghĩa như tự thân là chấp thân từ chấp thân chấp sắc thân sắc đưa đến chấp các cảm thọ thọ chấp các tưởng tri tưởng chấp các tâm hành hành chấp các nhận thức thức như thế từ chấp tự thân đưa đến thân kiến chấp sắc là ta là của ta thọ là ta là của ta biến thành tự thân tập khởi Tự thân tập khởi là cách gọi khác của chấp thủ ngũ uẩn. Tự thân tập khởi đưa đến khát ái, tầm cầu hiển lạc, hỷ tham trong cõi dục, sắc và vô sắc. Tự thân diệt đồng nghĩa là các uẩn diệt, các khổ diệt, đồng nghĩa với đoạn diệt, không tham đắm, không chấp trước, không còn dư tàn khát ái, xả ly, giải thoát. Muốn uẩn diệt, tự thân diệt, phải tu tập tự thân diệt đạo. Tự thân diệt đạo chính là bát chánh đạo. Rồi bát chánh đạo bị thâu nhiếp ở trong giới uẩn, Ngưỡng, nghiệp mang, định uẩn, tấn niệm định và tuệ uẩn, kiến tư duy, thật là chính xác. Chưa thực hành rốt ráo thì không thể liễu tri được. Ôi cái mối liên quan ấy mà thấy biết được thì sư cô đã đi vào dòng thánh rồi quả thật đã vững chắc đạo lộ rồi đến những câu hỏi về định về hành về diệt định thì sư cô đã thấy biết rõ thêm một chặng nữa bước thêm một bước nữa khi nói về các loại định biết rõ hơi thở là thân hành biết rõ tầm tướng là khẩu hành biết rõ thọ tưởng là tâm hành và khi sư cô nói về diệt định lúc vào lúc ra cái gì xuất trước cái gì xuất sau cái gì diệt trước cái gì diệt sau thì rõ ràng sư cô đã đi vào ra định này vậy là sư cô đã đắc quả thánh bất lai rồi và nói đến các cảm thọ tùy miên và đối duyên thì sư cô đã bước thêm một bước nữa khi ta hỏi về minh về giải thoát về niết bàn đến chỗ không còn ngôn ngữ nữa đã ở ngoài mọi khái niệm thì sư cô đã trả lời này hiền giả Visakha, câu hỏi này đã đi quá xa, đã vượt khỏi giới hạn. Phạm hạnh là để thể nhập Niết Bàn, để đạt cứu cánh Niết Bàn. Nếu muốn, hiền giả hãy đến chỗ Đức Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này. Và đứng đạo sư trả lời như thế nào, hiền giả hãy như vậy thọ trị. Và khi Visakha quan hỷ, tính thọ lời tỳ khưu ni Dhammadina giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ vị ấy thân bên phải hướng về phía vị ấy rồi từ biệt đi đến chỗ đức thế tôn ngự sau khi đến đánh lễ đấng thập lực tuệ rồi ngồi xuống một bên vị thánh đệ tử visakha thuật lại cho ngài nghe tất cả câu chuyện đàm đạo với tỳ ni damadina nghe xong đức phật tán thán này visakha tỳ ni damadina là bậc hiền trí là bậc đại tuệ. Với những câu hỏi như thế, thì Như Lai cũng chỉ trả lời như vậy mà thôi. Kinh sách thì nói rằng, với những câu hỏi phức tạp, mắc mỏ và thâm sâu của vị thánh đệ tử Visakha đã được tỳ Khưu Ni Dhammadinna trả lời một cách dễ dàng, như một người cầm dao cắt một đóa hoa sen. Câu hỏi và câu trả lời được đề cập trong kinh Chula Vedala Matrima Nikaya I.299FF Vậy là Cổ sự truyện của chúng ta Có thêm một vị tỳ khưu Ni a hán Đắc tuệ phân tích Và có khả năng xuất chúng Về giảng nói Được Đức Phật tuyên dương Là đệ nhất về thuyết pháp Trong hàng ni giới Câu chuyện của vị tỳ khưu Ni này Được đề cập trong chú giải Trưởng lão Ni Kệ 15FF Chú giải Apadana AA567F, chú giải Tăng chi bộ kinh Y196F, chú giải Trung bộ kinh Y515FF, chú giải kinh Pháp cú 229FF và có trong Damadina Thadi trang 1142 đến 1143 trong quyển 1 Dictionary of Pali Proper Names. Nguồn: Ngài giới đức